Chứ là cái DKB này nó theo góc nhìn của tôi là nó không thích hợp dành cho những ai mà thích sấy. Xe bắt đầu đáp 4 căng thẳng rồi, bắt đầu đấy, bắt đầu rồi nhé. Có chuẩn Bắt bị tinh đầu thần rồi, nhé, bắt đầu rồi. có chuẩn bị tinh thần đi nhá. Nói chung là đấy thì tôi nói các ông, con này không phải là dạng để sấy, bởi vì tốc độ sấy cũng như thế là khá chậm. Mặc dù đường đại thì có vẻ trông khá dễ kiểm soát đấy, nhưng mà chưa biết được đường nào mà lần. Để tôi Biết nào. check lại cái con trường của con TKB 0111. Thì con này là dùng cỡ đại là 5.45 x 39 mm. Có đúng ngoài đời thế không nhỉ? Tôi xem nào. TKB Chiếc TKB 0111. ngoài TKB. đời hả? Để xem con này ngoài đời là đúng. What the? Ngoài đời sao đằng gì? Hold up. TKB 011. Nó chỉ ghi là TKB 011 và lại dùng đạn 7.62 nhưng 39 mm. À, kìa, thế trong game để xài đạn 500 là sao? Hay là con này không, hay là thực sự ngoài đời không phải, hay thực sự ngoài đời con này là một con khác. Có Jackman khi là thế. Korobov TKB 011. À, nó chỉ là một dạng prototype. Con này là một dạng prototype. TKB 0111 thì nó đúng dùng cỡ đạn 5.45 nhưng 39 mm thật. Nhưng nó chỉ là một dạng prototype. Nó chỉ là một dạng prototype thôi, chứ không phải, nên là nó vẫn đúng. Nó chỉ là prototype thôi. Nhưng mà các bạn thấy là con này thì nói chung là có lẽ để sao hết sắc có lẽ hơi khó. Có lẽ để sao hết sắc có lẽ hơi khó. Nếu 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 mà theo góc nhìn của tôi nhé, thì con TKB 011 này thì nó bị có cảm giác là phát tác nó hơi bị giật. Thế trở lại với con này thì tôi nghĩ rằng là tôi thấy cũng là coi như là gì nhỉ, coi như là coi đây là cái đủ gió, bởi vì tôi nghĩ rằng là, nhưng mà tôi vẫn mong chờ con TKB 011 ở vì nó có thể về Việt Nam sớm. Fan thì mắt Zeso 1 có thể cho mắt 3 không, sẽ làm gì cái mắt à, mắt 2 không được nhá. Vân Hào hoàn toàn được đấy, chào Đức Dương nhá. Như tôi cũng đã nói rồi mà, Red Zone 2 nó Red Red Zone Zone, Dominant để tôi nói luôn. Red Zone 2 hay là Red Zone Kinetic, nó là phiên bản mở rộng của Red Zone 1, của Red Zone mà chúng ta đang chơi. Và chính vì cái việc nó lại là một phiên bản mở rộng của Red Zone, cho nên là tất cả những cái thẻ boss cũ công sẽ được đem sang Red Zone Kinetic bình thường, không vấn đề gì cả. Nhưng bây giờ chia sẻ là Red Zone 1 sẽ mất và nó sẽ thay thế vào Red Zone Kinetic. Và cái hệ lụy là gì? Must pass by. Và chúng ta chỉ có thể kiếm được thông qua nhiệm vụ. Hết. Đất có gì không? à, tôi báo tiếp nhé. 30 kim cương cuối cùng là kim cương 30, một kim cương hơn 900 điểm controller, Tưởng là 1.000 chứ nhỉ? 900 hơn thì hơn 900 thôi anh ơi, tôi làm 1.000 nữa. Là bao? Hôm qua Leon vừa bắn hả, em có để ý đã Đây. hơn 900 điểm controller, cho nên mình cứ từ từ. Thế Và bây thì giờ cũng thì ốm đau phết, cho 1 sao 2 sao để 24 thôi, thế thì về sau dùng. Đấy. Đấy là con TKB 0111 Scroll. Còn có còn lại là Phan. Thực ra thì ông nào mà muốn đổi gọi là gì nhỉ, muốn tem đạm tí thì có Phan thì được, bởi vì con này là hai băng đạn là 25 viên, một trang bị dự trữ, không có gì mà animal cả. Nhưng mà bản animal thì là bản báu vật gấu coi, con này là hàng cp stone. còn mà ngày mai một người cũng có thể cài được cây phone này, phone cái tầm này. Fan custom thì nó cũng ra lại là một cái phiên bản fan. Nhưng fan này khá ảo nhé. Level 1, level 2 cho PvP là 25 viên. Như level 3 là 27 viên. Đây. Và cổ vòng cuối cùng. Ok. Bộ này nhìn thì trông gọi là phê rồi. Sau khi tất cả. Phá mask thứ 2. Style TP. Và flash 3. Ở trong quả cầu thứ nhất. Oh,
lại một mùa xuân con nơi xứ người, nhớ bụi cơm chiều một thôi năm xưa, gia đình hạnh phúc yêu thương. Mùa xuân con có mẹ hiền bên mái tranh nghèo, nhớ lắm mẹ ơi. Giờ nơi phương xa nhớ về quê mẹ, mẹ giờ nơi mộ biết gọi ai đây. Con đây thiếu mẹ ngày xuân, 30 ngày Tết lại về dưới khói làm chiều bên mái nhà xưa. Nhớ, nhớ buổi chiều cuối đông, tiết trời se se lạnh, mẹ đón xuân về cùng các con yêu. Mẹ mãi ước mong lời thầm nguyện cầu cho trẻ yên lành, mẹ mới an vui. Giờ ở phương xa con thương nhớ mẹ, nhớ buổi cơm chiều, nhớ tối 30. Bây giờ mẹ đã xa con, lòng con luôn thương nhớ mẹ. Tết xưa hiện về trong tâm trí con. Mẹ ơi con nhớ mâm cỗ cao đầy, dâng cúng ông bà tổ ấm cao tiên. Ước gì con có mẹ yêu, mùa xuân ấm áp trong lòng, hạnh phúc sum vầy những chiều 30. Nơi phương xa nhớ về quê mẹ, mẹ giờ nơi mộ biết gọi ai đây. Con đây thiếu mẹ ngày xuân, 30 ngày Tết lại về dưới khói làm chiều bên mái nhà. Đón xuân về cùng các con yêu, mẹ mãi ước mong lời thầm nguyện cầu cho trẻ yên lành, mẹ mới an vui. Giờ ở phương xa con thương nhớ mẹ, nhớ buổi cơm chiều, nhớ tối 30. Bây giờ mẹ đã xa con, lòng con luôn thương nhớ mẹ. Tết xưa hiện về trong tâm trí con. Mẹ ơi con nhớ mâm cỗ cao đầy, dâng cúng ông bà tổ ấm cao tiên. Ước gì con có mẹ yêu, mùa
mùa xuân ấm áp trong lòng, hạnh phúc sum vầy những chiều ba. Còn có mẹ yêu, mùa xuân ấm áp trong lòng, hạnh phúc sum vầy những chiều ba.